Như đại diện cho Phương Vĩ, xin thành thực chúc mừng tất cả các bạn đã có sự hiện diện ngày hôm nay. Lúc nãy chúng ta hát bài Hè Về của ông Hùng lên, thì là ở Mỹ có một người nổi tiếng không thua thì ông Hùng lên viết một bài rất là nổi tiếng về mùa hè, tên ông ta là George Gershwin. Năm 1934 ông ấy viết một cái opera Porgy and Bess, và ông viết một cái bài tựa là Summertime. Mời quý vị nghe Louis Armstrong. Your daddy is real. Little baby.